Cà phê muối. Tiếng gấp mở giấy. Tiếng viết trên giấy. Cắt giấy. Tiếng đóng mở hộp bút. Tiếng ghép chữ. Khu chợ Ngô Sĩ Liên có rất nhiều những món ăn thú vị cũng như gắn với dòng di tích lịch sử thời gian. Vậy thì các bạn hãy theo chân bọn mình để đi tìm hiểu về khu chợ này nhé.
khu chợ này có một nơi linh thiêng gọi là Y Miếu Thăng Long. Đây là nơi phụng thờ hai vị danh y lớn của Việt Nam, đó là Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn, ông Lê Hữu Trác. Ngoài ra, đây được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1980. Miếu Thăng Long là biểu tượng của nền nho y Việt Nam ta. Trong mắt của người này, khu chợ được đánh giá cao là một nơi sầm uất mang dáng vẻ của Hà Nội. Là nơi có những món ăn ẩm thực rất thú vị và điểm đặc biệt là có ngôi điện thờ y miếu nơi thờ các ông tổ của ngành y Việt Nam. Vậy nếu các bạn ở trong khu chợ này, các bạn sẽ mua thứ gì và điều gì thu hút bạn nhất?